ở đây á là mình dùng mấy vụ rồi chị? Năm nay là năm thứ ba. Dây này á, keo ở đây năm thứ ba rồi á hả? Năm thứ thay sang năm chắc là cả năm thay. Độ chắc của nó vẫn còn nên mình sợ nó vi khuẩn các thứ nó nhiều. Cái dây này là mình làm 3 năm rồi nhưng kiểu người làm người ta không biết, người ta cắt nhiều khi người ta cắt vào dây. Thế là đành phải thải đi mới mua. Dây này cũng của công ty em luôn nè. Dạ.